Vâng, kính thưa các vị, trong cái đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta xem mà trong này thành phố Hồ Chí Minh có như vậy là cũng đông đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
hai vị khu phía Nam đầu cầu có như hai ba vị. Thế nên đề nghị các vị đại biểu nếu mà ai có ý kiến gì thì các vị đăng ký. Sau đó thì vâng, kênh giơ tay có cái đăng ký giơ tay đúng không? Ở trong cái phần này, các anh chị giơ tay sau chúng tôi sẽ mời phát biểu, hoặc chúng ta nói thẳng trực tiếp được, xin có ý kiến phát biểu trực tiếp được, vì tôi thấy là trong này hình như có mic nói trực tiếp đúng không? Đấy, có mic trực tiếp, thế thì chúng ta phát biểu, sau đó thì chúng tôi sẽ ghi chép lại và cuối cùng sẽ có vài cái ý tổng hợp như theo ý kiến của anh Trinh. Vâng, xin mời quý vị. Trong này thì có trực tuyến, có ngồi tại chỗ nữa. Thế thì các vị ngồi tại chỗ có thể phát biểu. Đấy. Đấy. Cái đề của mình là ngoài kia họ sẽ không nghe được hay ra. Mình góp ý về cái gì vậy thầy hả? Tức là... Nội dung, ý em là những nội dung gì mình cần tập trung. Thứ nhất, nếu anh Sinh Anh có gợi ý rồi, là một là mình góp ý về cái báo cáo của GNCC, thì trong đó thì thực ra một trong cái mục tiêu hội thảo là GNCC họ muốn mình như vậy là xem cái báo cáo của họ, theo cái báo cáo trình bày của họ, thì có những vấn đề gì phù hợp, có vấn đề gì chưa phù hợp, những số liệu như vậy có phản ánh đúng cái tình hình Việt Nam hay không hay chưa. Đấy. Số liệu gì như vậy là phản ứng chưa thì chúng ta góp ý theo cái đấy là một. Thứ hai là có thể một số cái diễn giả Việt Nam trình bày về cái việc tức là ảnh hưởng của ô nhiễm tới môi trường, tới đa dạng sinh học, sức khỏe chẳng hạn, chúng ta có thể góp ý vào những cái báo cáo đấy. Thế thực ra hôm nay thì về cái đầu cầu phía Nam này chúng ta thì hôm nay chỉ có mỗi anh Bằng Văn để trình bày thôi, còn đầu mà kia thì trình bày hết. Thế chúng ta có thể là góp ý, còn mà anh Bằng anh này xin phép về trước một rồi, còn có gì liên quan câu hỏi chúng tôi ghi chép sẽ chuyển cho tác giả để chỉ để trả lời chúng ta sau. Thế thì các chị tập trung cho góp ý về những cái nội dung chủ yếu liên quan đến là cái báo cáo báo quốc gia của GNCC ấy. Thì các anh chị có thể thì góp ý theo vấn đề đó đấy. Vâng, xin mời các vị đại biểu. Rồi chúng ta có thể là đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ ghi chép rồi sẽ chuyển câu hỏi cho ban tổ chức. Tại vì còn ngày mai thì tức là cuối buổi ngày mai thì nó mới có cái thời gian dài để chúng ta thảo luận. Đấy. Thì thực ra cái mục tiêu của cái báo cáo này, mục tiêu của hội thảo này là sau cái góp ý xong, chúng ta sẽ đánh giá xem có cái khoảng trống gì trong nghiên cứu này ở Việt Nam. Và thời gian tới thì chúng ta nên tập trung vào cái vấn đề gì trong thời gian tới. Các anh chị có thể góp ý theo hướng đấy cũng được. Tức là qua cái báo cáo các thành viên qua báo cáo quốc gia của GNCC họ lập cho Việt Nam, chúng ta có thể xem như vậy là góp ý thêm về như vậy cái vấn đề Việt Nam thì còn những khoảng trống nào, cái gì chưa nghiên cứu đến hay nghiên cứu đến mức độ nào rồi. Đấy. Cần nghiên cứu tiếp ở đâu. Và thứ hai là để tiếp tục sắp tới chúng ta nên tập trung vào cái hướng gì, nghiên cứu cái gì để nghiên cứu tiếp. Đấy. Vì như họ nói đây là một cái khởi đầu thôi. Còn họ rất muốn là thông qua cái hội thảo này chúng ta sẽ xây dựng cái dự án để nghiên cứu lâu dài hơn vào lĩnh vực gọi là nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm tới sức khỏe, đến hệ sinh thái, tới đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Vâng. Thế các vị có thể có ý tìm theo hướng đấy cũng được. Vâng.
Don Reagan không? Cái vấn đề nó cũng khó, là nó cũng không phải là dễ lắm, cho nên cũng khó mà có cái không. Rồi. Tôi có lắng nghe các cái báo cáo và cũng có xem qua cái kỷ yếu thì thấy là các cái báo cáo rất là cẩn thận và phân tích sâu đó, các cái khía cạnh. Mình nói đến cái tác động ô nhiễm môi trường đến đa dạng sinh học và sức khỏe. Và cái tác động của ô nhiễm môi trường đấy là gồm những cái gì thì phân tích rất là sâu. Rồi hiện trạng cũng sâu và các cái giải pháp. Dạ. Đây là Nguyễn Thị Nga. Dạ. Cũng cũng rất sâu, rất hay á. Tâm huyết của các nhà khoa học, chủ yếu là các nhà khoa học, đồng nghiệp. Thế nhưng mà vấn đề hiện nay là cái nhận thức về cái tác động này đến cái đa dạng sinh học, đến sức khỏe của người dân cũng như là của lãnh đạo các cấp quản lý là như thế nào để mình có một cái chế tài, một cái chính sách, một cái đầu tư cho cái việc này. Đấy, nó liên quan đến cái chỗ đấy. Chứ đúng là chúng ta là các nhà khoa học. Và trong cái hội thảo này tôi đọc qua, tôi đã nhận được cái email từ Hội Liên hiệp mà gửi, thì tôi thấy rất là hay, cho nên là dù cũng xa lắm, ở xa lắm, nhưng mà rất là cố gắng đến trực tiếp để được nghe. Và khi nghe xong và khi nhận được cái kỷ yếu này lại càng thấy tâm huyết và rất là hay, rất là hay. Thế nhưng vấn đề là cái chỗ mà suy nghĩ của tôi là như vậy, tức là cái làm sao đấy để nhận thức của mỗi một người dân, rồi nhận thức của lãnh đạo tất cả các cấp đấy, rồi là lãnh đạo của nhà nước, của tư nhân, tất cả mọi thứ, để làm sao chúng ta có một cái tiếng nói mạnh và thống nhất đến cái việc giảm thiểu cái tác động của ô nhiễm môi trường đến đa dạng sinh học, và cái cuối cùng là sức khỏe của con người, để hướng tới một cái cuộc sống xanh, một cái hành tinh xanh. Cái ý thứ hai là chủ tọa có nói là cái suy nghĩ của cái báo cáo đánh giá cái tác động ô nhiễm môi trường đa dạng sinh học của thế giới ở Việt Nam thì áp dụng như thế nào, thì quả thật là trong cái lực lượng các nhà khoa học mà nghiên cứu và có những cái tâm huyết về cái lĩnh vực này thì tôi thấy rất là đầy đủ, rất là quý, rất là sâu sắc từ cả ba miền, đầy đủ rồi đó. Và cũng thấy rằng là nó cũng cũng phù hợp, nó cũng phù hợp. Xin hết ạ. Trước thì trước trước là làm giám đốc của trung tâm nhiệt đới Việt Nga phía Nam, thì có ở chi nhánh phía Nam trung tâm nhiệt đới Việt Nga đó. Dạ, trước đây là giám đốc của đấy, thì khi đấy thì làm việc với phía Nga, thì các cái chuyên gia Nga trong cái hướng sinh thái nhiệt đới nói rất nhiều về cái này, cho nên tôi cũng cảm thấy là dạ. Nhưng mà hiện nay á, sau khi về hưu thì hiện nay là cũng dạy ở Đại học Quốc tế Hồng Bàng và có một cái viện là Viện Bảo vệ Môi trường và Phát triển Cộng đồng. Rồi có thành lập cái viện đấy. Và cũng có mời anh Huỳnh là chủ tịch hội đồng khoa học của viện đấy, anh Đặng Huy Huỳnh ấy. Dạ. Dạ.
Cho nên là cũng thấy cái hội thảo rất là hay, rất là hay. Dạ. Vâng, xin mời các thành đại biểu khác. Hình như bây giờ chuyển cho Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam mình như còn có 35 người, 34 tham gia, có phải Thành phố Hồ Chí Minh hết. À không, mình à không phải Tùng thì không phải, nhưng mà chắc là người ta đi ao ra thì đúng hơn là đấy, còn 33 chứ cái 140 mấy người. À Romania. À đấy. À, tức là mình hiện nay có 33, không kể người ngồi tại chỗ đâu, 33 người tham gia. Rồi báo các anh chị thế này, tức là để cho chúng ta có cơ sở, chúng tôi cũng xin xin thông báo cho luật sư của về cái bối cảnh của cái việc này như này. Tức là thứ nhất là cũng đầu tiên là do có một cái tập một số chuyên gia ở bên Úc ấy, là họ có mối quan hệ với cái tổ chức ở GNCC là của bên Anh Quốc. Sau đó thì bên Anh Quốc thì có nhận một cái tài trợ của chính phủ Anh xây dựng cái báo cáo gọi là đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm tới đa dạng sinh học, sức khỏe cộng đồng. Cái dự án này là sau đó thì có chọn hai quốc gia làm thí điểm. Thứ nhất là Indonesia, thứ hai là Việt Nam. Thì sau khi kết thúc cái báo cáo mà tài trợ của phía họ có cái bản dự thảo của báo cáo thì họ mới liên hệ sang Việt Nam, thì thông qua anh Sơn là tổng thư ký Hội Bảo nhiên môi trường Việt Nam ấy. Thì bên phía gọi là anh Tuấn, trước kia là mà tổng cục môi trường là anh Tuấn Pop, và thứ hai anh Sơn là tổng thư ký ấy. Thì hai người thì liên hệ với nhau và kết nối được với bên chỗ cái tổ chức GNCC. Và họ muốn là gì? Tổ chức một cái hội thảo Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam đứng ra tổ chức cái hội thảo, là thứ nhất là góp ý cho cái báo cáo thí điểm quốc gia của Việt Nam cái báo, và thứ hai là cung cấp thêm thông tin. Thế thì chúng tôi nói là tôi muốn cung cấp thêm thông tin, chỉ có thông qua cái việc là các chuyên gia Việt Nam là viết bài rồi thì trình bày thì mới có thông tin ở Việt Nam được. Thế thì hình thức là gì? Hình thức là chúng ta như vậy, là thứ nhất là yêu cầu chúng ta là góp ý cho cái báo cáo, một là như thế đấy, một là cái báo cáo đấy đối với đánh giá như Việt Nam nó có sát thực chưa, ra cái vấn đề người ta đưa ra trong cái báo cáo như vậy là có phù hợp với Việt Nam hay không. Đấy. Thế thì đấy là cái người ta đặt ra vấn đề. Và thứ hai là trên cơ sở những Việt Nam, các chuyên gia Việt Nam cung cấp thông tin để cho họ gọi là qua cái hội thảo này họ sẽ lại bổ sung chỉnh sửa cái báo cáo họ. Thế nhưng một trong cái mục tiêu nữa là gì? Thông qua cái hội thảo này thì họ muốn như vậy là đặt một cái vấn đề là hợp tác lâu dài với chúng ta, là trên tinh thần là đặt vấn đề nghiên cứu và ảnh hưởng của ô nhiễm tới sức khỏe cộng đồng và đến với đa dạng học sức khỏe cộng đồng thành một cái vấn đề, thành một cái dự án là quy mô nó lớn hơn, là một hai nó là chi tiết hơn, rộng hơn. Đấy, cho nên thông qua hội thảo này thì các chuyên gia cũng đặt vấn đề như vậy, sắp tới là chúng ta tập trung vấn đề gì? Ví dụ Nga nói rằng tập trung vấn đề là nâng cao nhận thức, thì các cấp lãnh đạo, các bên liên quan là hiểu vấn đề là ảnh hưởng và tác động của ô nhiễm môi trường với sức khỏe và đa dạng sinh học như nào, để trên cơ sở chúng ta như vậy. Đấy là một nội dung sắp tới là đề nghị bên họ thôi. Nếu ông làm có giúp chúng tôi thì ông tập trung vào những việc đấy, nâng cao nhận thức thì tập trung vân vân, thì đấy là một trong những hướng. Thì tất nhiên những hướng liên quan kỹ thuật, liên quan luật pháp, liên quan đến
công cụ kinh tế liên quan vấn đề như vậy, truyền thông, thế thì nhiều cái đề xuất. Thế hôm nay thì tôi biết rồi, một cái đề xuất là chị Nga như vậy có đề xuất ấy, thì đấy là một cái đề xuất. Thế thì cái mục tiêu là như vậy, mục tiêu như vậy. Thế thì cái báo cáo, các anh chị báo cáo đầu tiên mà đọc cái báo cáo họ gửi ra thì phải nói rằng là cách tiếp cận của người ta, cách làm người ta thì chúng ta nhiều khi đọc xong thì như chung là cũng ù tai luôn. Chúng tôi đọc xong như thế cảm thấy được không biết cơ sở nào mà làm sao ông này đánh giá được như vậy, là Việt Nam người có cái thì một thì cá thể bị đe dọa, cái thì 28 cái 139 số lẻ không, số chỉ một con số duy nhất thôi. Chúng tôi thấy khó lắm, không biết được cái gì. Mà ông ngồi mãi Anh Quốc, ông là xong là viết cái báo cáo toàn cầu, xong trích ra cái báo cáo Việt Nam có đủ hết. Như vậy là các loài ở chỗ nào, cái chỗ nào, chỗ nào đỏ, chỗ nào xanh, chỗ nào vàng, chỗ nào tím là ông đánh giá được hết. Thế thì chúng tôi đặt rất nhiều câu hỏi. Thế thì bằng cách nào, bằng phương pháp nào để các anh đánh cái đấy? Thì người ta nói là bằng phương pháp bản đồ nhiệt. Bản đồ nhiệt. Thế thì chúng tôi thực ra nói thật trong cái lĩnh vực này thì mình không phải là dân người ta dạng học, nhưng có điều là nghe cái bản đồ nhiệt thì mình đầu tiên nghĩ rằng hay là đấy là cái kiểu gì để đánh giá mà người ta có thể là người ta đánh giá cái đấy. Thế họ nói gì để xây dựng báo cáo, thì họ có hai cái nguồn dữ liệu. Thứ nhất là gì, là một là cái báo cáo IUCN, tức là tổ chức gọi là bảo tồn, à không phải bảo tồn mà tổ chức gọi là thiên nhiên Liên Quốc, như thế bảo tồn nhiên Liên Quốc đây, IUCN đấy. Ông họ dựa số liệu của IUCN đánh giá toàn cầu. Và thứ hai là họ dùng phương pháp là bản đồ nhiệt, tức là trồng ghép cái bản đồ về ô nhiễm lên bản đồ gọi là các loại bị đe dọa, bản đồ các loại đe dọa. Thì chúng tôi cũng thấy rất khó, rất là thấy là cũng rất là khó hiểu tại sao họ lấy đâu ra cái bản đồ gọi là phân bố các loại ở Việt Nam vẫn đang bị đe dọa để họ trồng ghép cái đấy. Thế lúc nãy cái chuyên gia có nói là gì, cái này là số liệu người ta là không phải đánh giá vào trong thời gian ngắn hạn được, không hạn được vì số nó không có, cho phải có một cái dài, tức là số liệu nhiều năm dài hạn. Thì tôi hiểu rằng thì tất nhiên thì cái này bằng cách đánh giá thì nói chung là độ chính xác thì nó mức độ thôi, chứ thực ra mình ta không thể là tin một cách là đâu. Chúng em nhiều người hỏi nghe mà tại sao thì ô nhiễm tràn dầu mà có một loài bị thủy sinh bị đe dọa chẳng hạn, thì tất nhiên mình thấy nó nghi lắm. Thì có kiểu đấy, người giải thích thế thì có nghĩa rằng là người ta có phương pháp người ta. Thế hôm nay thì người ta trình bày phương pháp rồi. Thế thì hôm trước thì mọi người bảo thôi rồi mình chả làm bao giờ, mình chả biết, thì người ta làm thì tất nhiên người ta làm, người ta phải có cái cơ sở người ta. Thế thì mình nói rằng thế thì cái phương pháp bản đồ nhiệt cái nào thì mình mới hình dung, mà các anh cứ xem bản đồ nhiệt giống như là gì, giống như là cầu thủ bóng đá đấy. Thế sau khi đánh giá người ta biết là ở chỗ này ông này thì đấy, mỗi một cầu thủ có một cái bản đồ nhiệt trên sân đấy, ông tập trung chạy chỗ nào, nghèo thế nào. Thế thì người ta nói rằng ở Việt Nam thì chắc người ta cũng dùng cái phương pháp tương tự như thế. Bản đồ nhiệt có nghĩa là thông qua cái việc như vậy là các loài vận động vận chuyển như thế nào đấy, thông qua vệ tinh vệ tiết thì gì đó thì biết được như vậy là thông qua đấy họ biết đấy. Thì cái bản đồ nhiệt, nhưng bản đồ nhiệt là tinh thần như thế. Thế thì thực ra hôm trước hỏi là rất nhiều chuyên gia và thế thì không biết cái bản đồ nhiệt này, thế thì ở Việt Nam có ai làm chưa, có ai làm cái bản đồ nhiệt thì chưa. Thế thực ra nói thì ở Việt Nam mình hình như cũng các chuyên gia cũng bảo là có biết nhưng không sâu lắm, hơi sơ sơ thôi đấy, cũng không nói. Thế cho nên anh Sinh nói là thôi hôm nay chúng ta không đi sâu vào cái chuyện đấy, còn nếu mà đúng ra mà tập trung vào cái báo cáo đấy thì hỏi ấy, thì nhiều thứ hỏi đó, chứ không phải đâu. Mà anh Sinh bảo tôi thì người ta đã làm rồi, người ta có phương pháp ta rồi, mình không hiểu thì thôi mình không đi sâu vào đấy, mà mình chỉ đi thêm cái hướng là gì, cái hướng là thế thì ở Việt Nam vấn đề này quan trọng không, còn nếu mà quan trọng thì chúng ta phải biết là sắp tới phải làm cái gì. Thế sau đó trong quá trình mà sắp tới mà hợp tác với họ, chúng ta dần dần chúng ta sẽ tiếp cận phương pháp, chúng ta đề nghị họ chuyển giao công nghệ chúng ta, rồi chúng ta sẽ biết sau. Thế còn bây giờ thì nếu mà đấy, chúng ta lúc nãy thấy ông chuyên gia bên Úc trình bày có hẳn một cái bản đồ toàn thế giới cả đấy, ông ngồi ông làm cả bản đồ toàn thế giới, màu sắc các kiểu vân vân, là các châu có hết. Thế trong đó trích ở Việt Nam ra thì cũng thấy có hết đấy. Thế thì không biết ông lấy đâu ra cái thứ để ông làm cái chuyện đấy, bằng cách gì ông làm cái đấy. Thế thì đấy là một cái cho các anh chị cũng là, thế có nghĩa rằng là gì, nói là góp ý cho bà cho cái báo cáo, thế nhưng mà thực ra góp rất khó, vì thực ra lấy cái gì mà góp đấy, lấy cái gì mà góp. Thế đấy là cái thứ hai, các anh chị nếu đọc cái báo cáo này thì
cái việc là phân cái nguồn tác động nó cũng rất là khác. Ô nhiễm môi trường này, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm chất thải rắn. Thế rồi thì phân bón thuốc bảo vệ thực vật, xong đầu thì biến đổi khí hậu, xong lại bảo nguồn như nguồn do quân sự, do sự cố, vân vân. Thế thì phân nhiễm, xong họ lại làm sao họ lại tách ra với nhau được, tách nhau được. Rác thì tác động thế này, nước thải tác động thế này, không khí tác động thế này. Thế thì thực ra thì mình thấy rằng là một cái hệ sinh thái cả tất cả yếu tố cùng tác động chứ. Tại sao thì làm sao tách được từng cái ra được? Đấy, nhiều họ cũng cứ tách ra, họ cũng có số liệu. Đấy, không khí tác động đến sinh thái thì ra thế này, từng này loài bị đe dọa. Nước tác động thì thế này, từng loài đe dọa, và chất thải rắn thì tác động thế này, từng loài đe dọa. Thế họ làm rất là chi tiết thế, cho dẫn đến là gì? Chúng ta lại càng thấy rằng là chúng ta là hỏng và thiếu cái thông tin, thiếu cái cách để đánh giá. Thì đấy là cái mà anh chị cũng lưu ý, vì nếu mà mọi người mà đọc cái báo cáo, tôi ví dụ tôi đọc cũng bao nhiêu năm làm về công tác này rồi, nhưng khi đọc báo cáo mình thực ra cũng thôi, thì cuối cùng tôi là cũng phải chấp nhận thôi. Thôi họ bảo thế thì mình cứ tin thế. Thế còn mình không hiểu mình chả góp được gì, cũng chỉ hỏi thôi. Hỏi thì họ trả lời thế, mình biết thế thôi, chứ không cái gì mà. Thế thì có nghĩa rằng là các anh chị ấy, nếu mà có ý kiến thì lại tập trung vào chuyện là thế thì vấn đề này quan trọng hay không. Thế thì thực ra quan điểm tôi thế này. Tại các vị thì thấy không ai muốn, thì tại vì cái này chắc cũng không phải đơn giản, mà thứ hai là các vị cũng chưa điều kiện nghiên cứu. Thì thực ra tôi thấy thế này, cơ bề đầu tiên nói là thế thì Việt Nam đang nghiên cứu về ảnh hưởng tác động của ô nhiễm tới sức khỏe chưa, tới chúng ta đang nhọc chưa. Thì phải nói rằng là chắc chắn có rồi. Thế thì chắc rồi, nhưng mà nó thứ nhất nó không hệ thống, đúng không? Chỗ này chỗ kia, đấy, đoạn này này khác, thời gian này thời gian kia. Thế còn bây giờ bảo là ở Việt Nam mà làm sao có thông tin để chúng ta đồng loạt nghiên cứu trên toàn quốc về tác động đến quy mô toàn quốc, thì tôi thấy cái đấy là chắc là khó rồi. Thế nói về ảnh hưởng của ô nhiễm tới đấy, tới gọi là đa dạng sinh học với sức khỏe, thì bây giờ ví dụ thế này đấy. Thứ nhất, nếu mà đa dạng sinh học là đối với ô nhiễm, chúng ta thấy rất nhiều nơi, đúng không? Các vị nói rồi, ô nhiễm không khí này, làm rụng lá cây này, dùng là tả giảm năng suất cây trồng này, dùng là giảm dụng hoa dụng trái cây nhỏ này, xung quanh nó gạch ý, nghe nó rất nhiều, đúng không? Đấy, xung quanh nhà máy điện chúng ta dạy thì nói rất nhiều, tức là tác động của ô nhiễm không khí tới với năng suất cây trồng thì thấy có rồi. Thứ hai là tác động của nước thải đến rác thải đến tôm cá rồi thì năng suất thủy sản thì thấy đầy. Medan rồi kiện cáo bao giờ đánh giá bao nhiêu, rồi Formosa tỉnh đánh giá bao nhiêu, về thỉnh thoảng có những chuyện là như sự cố cá chết rồi do ô nhiễm là đầy, Thành phố Hồ Chí Minh có đâu có cả. Đấy. Thì rõ ràng chúng ta là những số liệu chúng ta đấy, thậm chí vâng đâu. À bây giờ chúng là Phú Võ Đình Phú đúng không? Phú ơi, thế thì mời Phú phát biểu. Phú ơi. Dạ dạ. Tại tưởng Phú nói thì mình nói, nhưng không nói. Em để thầy đang nói, để cho nó cỡ mà thầy đang nói, thì tí nữa là thầy nói xong thì em nói chứ. Không, thì thầy... mình đang nói cái ý thế thôi. Ý bây giờ thực ra thế này, tức là nghiên cứu, mình nghiên cứu rồi. Yeah. Tức là tác động của sức ô nhiễm đến sức khỏe thì bao nhiêu nhà máy nào chả có, nhà máy chì, nhà máy thủy ngân, các nhà máy sản xuất bao giờ năm nào chả đánh giá về ảnh hưởng bệnh nghề nghiệp ra sao, rồi tất cứ vân vân. Thế rồi trong ngành quân y thì là chả nghiên cứu ảnh hưởng của chất độc kia, thế loài này để kia, rồi chuột rồi thì thỏ rồi trắng rồi chuột bạch rồi cái đấy nghiên cứu có. Thế nhưng có điều rằng là để mà thành một cái chương trình, thành một cái gọi là vấn đề gọi là mang chất hệ thống ấy, thì Việt Nam mình thì ra rồi thiếu, nói chung nó rời rạc, nó không có một cái gì nó rời rạc, nó gọi là nhỏ lẻ, nó gọi là thời điểm, nói chung là thế, thì đấy là vấn đề đó cho đó. Chứ còn thực ra nó không phải Việt Nam không có đâu, Việt Nam có chứ. Thỉnh thoảng có cái đề tài nghiên cứu chất độc thần kinh EDC đến cái nọ cái kia, xong thỉnh thoảng có ông xem như vậy là tích tụ của kim loại nặng ở trong tô
tôm cá hàu như thế nào vân vân cũng có. Thỉnh thoảng có nghiên cứu về chất độc này chất độc kia đối với thì thỏ trắng thì nghiên cứu độc học sinh thái này, còn sáng giờ thì chuột bạch rồi vân vân có hết. Thế nhưng có điều nó chỉ ở cho thực ra nói không có không phải có nhưng mà nó ít, và thứ hai có nhưng mà nó không hệ thống, và có nhưng mà nó không, nói chung không bài bản, không chưa bài bản lắm. Chứ thực ra bên nói ai cũng nói là về ảnh hưởng của không khí tới dụng cây dụng cành hoa dụng lá ảnh hưởng đến số lao động, thì có ai nghiên cứu nó dụng bao nhiêu tại như thế nào đâu. Đấy. Nói thế thôi chứ nói thì dễ, nhưng bây giờ nghiên cứu thế nào, đặt thí nghiệm ra làm sao, nghiên cứu thế nào ra con số đấy đánh giá được cái đấy. Đấy vấn đề là chỗ đó. Thì đấy đến một số ý muốn nói là gì, là Việt Nam có rồi, tất cả đều có cả, đâu có cả, cái gì cũng có cả, nhưng có điều nó ở cái mức độ gọi là nó hệ thống thôi, chứ không phải Việt Nam chưa làm cái gì bao giờ. Thì đấy là rồi. Thế thì mình sẽ xin mời Phú có ý kiến. Dạ, em cảm ơn thầy. Kính chào thầy và các thầy, thầy Phước, thầy Sĩ và các anh chị ở trong phòng họp của Thành phố Hồ Chí Minh. Thì em có đọc qua cái báo cáo của JNCC rồi. Tuy nhiên thì vẫn em không có đọc về chi tiết lắm, nhưng mà em có đọc rồi thì quan điểm của em thì cái báo cáo này, cái cốt lõi nó cái nằm nó là vẫn là cái phần phương pháp. Nhưng phần phương pháp trong báo cáo viết quá sơ sài, chỉ có một trang thôi, ở trang 5, và không nêu rõ cái phương pháp là gì, mà chủ yếu là chỉ dựa vào cái sách đỏ của IUCN. Và cái sách đỏ này thì đúng là IUCN thì họ đã liệt kê, họ đã nhận dạng được những cái loài nguy cấp, những loài là đe dọa, những loài tuyệt chủng v.v. Thì cái này thì rất là về mặt ý nghĩa thì rất là quan trọng với Việt Nam mình, về mặt đa dạng sinh học. Cho nên là em đồng ý rằng là cái việc này làm thì cần thiết, nhưng mà cái phương pháp làm á, cái đánh giá thì có thể đánh giá được ở quy mô toàn cầu có thể làm được, nhưng mà cái cách làm á, thì cái số liệu hoặc như thầy nói, em thấy là làm thế nào họ biết được 8 loài trong cái đối tượng ô nhiễm này hoặc là 11 loài, nó định lượng nhưng mà không có độ tin cậy. Bởi vì nếu họ dùng bản đồ nhiệt thực chất đó, em nghĩ rằng đó là phương pháp GIS, phương pháp viễn thám. Họ dùng bản đồ từ viễn thám cho từng các cái đối tượng, nó sẽ có cái độ phân giải cảnh nhiệt infra từ vệ tinh khác nhau. Mà tuy nhiên thì nếu mà đối với những loài mỗi một loại khác nhau á, thì sẽ có một cái sóng giải nhiệt khác nhau. Nhưng mà bây giờ họ phải cụ thể ra cái những cái con mà nó rất là nhỏ và nó nằm dưới nước, có một số động vật ở nước ở biển á, trên bờ thì dễ phát hiện như biển ấy, thì bởi vì sóng nhiệt nó sẽ phân biệt được lớp nước và cái thảm xanh hoặc thảm thực vật. Cho nên là cái cách đúng ra làm thì họ phải làm rõ, họ nói rõ về cái phương pháp bản đồ nhiệt đó là thực ra là phương pháp viễn thám, và cụ thể đó họ sẽ dùng cái cách thức để mà phân tích giải đoán ảnh như thế nào cho các cái đối tượng là động vật, thực vật, chủ yếu ở đây chứ họ nói các loài động vật ở biển. Cho nên em nghĩ rằng là cái báo cáo về cái phần này thì cái phần phương pháp nó quá sơ sài, do nên là cái kết quả của họ rất nhiều, mà vì cái phương pháp nó không có cụ thể, cho nên cái kết quả nó không có độ tin cậy. Nếu mà làm những cái bản đồ như thế này lên thì em nghĩ là Việt Nam mình họ làm đầy, họ làm nhiều lắm, có nhiều nơi họ làm được rất nhiều, nhưng mà cái phương pháp làm thế nào để họ xác định được cái số lượng định lượng nó được thì em nghĩ là vẫn còn cái mà đề nghị họ là mình góp ý thêm thôi, thì còn cái việc tiếp thu thì tùy họ. Còn nếu mà dùng cái ở quy mô toàn cầu, dĩ nhiên là cái mức độ rất lớn như họ làm downscaling tại Việt Nam từ các cái dữ liệu của IUCN đó, thì em nghĩ là được, nhưng mà họ ngoài cái hạn chế mà họ tự đánh giá ra thì sẽ còn nhiều cái hạn chế về mặt phương pháp, nhưng cái hạn chế phương pháp thì họ không thấy đề cập. Thứ nữa là về cái phần này thì em đồng ý là chắc chắn là sẽ cần thiết, nhưng mà nếu mà lẽ ra họ làm thì nếu họ làm được hơn thì trong tương lai thì sẽ có một cái app, em nghĩ là nên cần có một cái atlas về các cái nguồn ô nhiễm. Nếu về nguồn ô nhiễm thì em cũng đồng ý với cái ý kiến của thầy lúc nãy, thầy nêu đó. Nguồn ô nhiễm rất là nhiều, nguồn ô nhiễm từ điểm nguồn điểm và nguồn không tập trung,
mà họ thì làm họ họ làm như một nơi, mà làm thế nào để họ phân biệt và xác định cái vùng biển đó, cái môi trường cái đó nó cái đa dạng sinh học ở một khu vực đó lại là tác động bởi một nguồn đơn lẻ được, nó sẽ là những cái nguồn tích hợp và nhiều nhiều nguồn khác nhau nữa, cho nên là cái phần cái báo cáo của họ nó không rõ về những cái phương pháp cách thức họ họ xác định nhận dạng. À, đó là cái phần em nghĩ rằng là tập trung vào cái báo cáo đó là chính. Chứ còn nếu mà họ dùng cái sách đỏ của IUCN thì rất là dễ dàng. IUCN thì có cái sách đỏ, tuy nhiên họ cũng cập nhật theo hàng năm, họ cập nhật từng năm. À, và đối với Việt Nam mình đó thì cái mức độ cập nhật thì em không biết là chủ yếu họ sẽ cập nhật ở quy mô nào thì họ cũng phải nói rõ luôn. Chứ cái các cái sách đỏ Việt Nam thì nếu mà làm ở ở cái viện sinh học nhiệt đới của mình đó, thì các thầy các chuyên gia bên đó họ họ có cái đó rất nhiều, nhưng mà mỗi một khu vực một nơi thì có những cái loại đặc trưng đặc thù và cái mức độ sự thay đổi về cái mức độ gọi là indenture vulnerable với lại là critical indenture nó cũng sẽ thay đổi và dao động khác nhau. Cho nên đó là có lẽ em nghĩ rằng là họ sẽ họ đủ để làm chi tiết được, nhưng mà trong báo cáo này thì họ viết quá sơ sài, cho nên em đã bảo mình góp ý cái gì hơn chi tiết hơn nữa thì rất khó. Nhưng mà nếu mà góp ý ở mức tổng thể thì em nghĩ rằng là họ cần phải làm rõ cái phương pháp này ra. Cái trong này họ chỉ có nói đến là sử dụng các cái sử dụng cái sách đỏ của IUCN mà thôi. À, à, em có vài cái góp ý như vậy, cái suy nghĩ về cái báo cáo của GNCC vậy đó thầy. À, cảm ơn Phó sư tiến sĩ Võ Đình Phúc. Không biết còn thầy nào trong cái đầu cầu có vật gì đấy đây, hỏi đây. Thầy ơi, cho em hỏi, GNCC dùng bản đồ có tham số của các nhân tố môi trường công em không? Bạn Dương Thanh hay Dương Thành nhỉ? Cô Thành đấy, cô Thành đó thầy, cô Thành của bên khoa của Có em. Thành, có Thành gì? Không biết cô Thành có phát biểu gì không? Cô Thành cứ cứ đặt vấn đề thẳng ra đi, cứ gọi đi. Cô Thành có đang cần trong trên trên có đang ở trên online không? Dạ, em chào các thầy, Vâng, chào cô. thầy trong đào đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh. Em chào các thầy cô và chào các quý vị đại biểu. Em thì em có một câu hỏi là cái bản đồ họ xây dựng trên cái nền như phần anh Phú trình bày rồi thì em thấy là cũng rất là tốt, nó có một cái nền cho mình, nhưng mà theo em thì không biết là họ xây dựng bản đồ họ có tính đến các cái nhân tố sinh thái, ví dụ như là sự ảnh hưởng của các loài, ví dụ như là cái chất lượng môi trường với cái giá trị A thì ở cái mức độ loài này sẽ di cư, mức độ B hoặc là mức độ C, nghĩa là cái mức độ ảnh hưởng của nó, mối liên kết của nó, những cái nhân tố môi trường ở cái cấp độ khác nhau thì sẽ có những cái phản ứng của các cái sinh vật ảnh hưởng của nó ở cái mức độ khác nhau. Thì theo em là không biết là họ có xây dựng ở cái đó, vì đó là cái từ từ đó để cho mình nếu mà có cái công thức hay là cũng như cái quá trình chuyển đổi thì mình sử dụng nó mới có một cái độ tin tưởng, chứ còn nếu không thì mình cũng chỉ nhìn thấy thôi mà mình không có thể áp dụng hay mình đánh giá, mình chỉ mang với giá trị sử dụng, còn mình không thể, nếu mà như họ không cung cấp cho mình đầy đủ thì mình cũng không thể thực hiện những cái nghiên cứu về sau hay phát triển những cái nghiên cứu. Nên do đó là theo em thì không biết là họ có làm, hoặc nếu họ chưa làm thì theo em họ nên bổ sung cái phần đó để từ đó là mình áp dụng cho những cái nghiên cứu sau, sử dụng cái số liệu chung. Dạ. Em cảm ơn thầy, là không biết là thầy thì đọc nhiều, em thì mới trong hội thảo thôi nên là em. Cái câu hỏi của em với của Phụ Phú của thầy cũng giống nhau, mà bây giờ chưa lúc nãy thì có cái anh Tuấn Anh ở bên 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 Úc anh trình bày mà phần một của pháp luật ấy. Thì mình nghe xong mình ù tai luôn, chưa biết thế nào em, và mình cứ đặt ra xong rồi để cho thầy mục đích của hội với của tổng cục môi trường là muốn thôi rồi bây giờ mình cũng hỏi họ, họ trả lời thì họ cũng cũng giải thích cho mình chưa hiểu, cho thôi mình cứ gọi là chấp nhận cái phương pháp như thế, chấp nhận kết quả như thế, xong như vậy mình thấy là vấn đề mình cấp bách, và nữa thôi mời công như vậy là giúp chúng tôi cùng chúng tôi là xin tài trợ thì vân vân cùng tôi các chuyên gia tham gia,
sau 1-2 năm thì họ chuyển giao chúng ta biết chúng ta làm thế nào. Đấy, mục tiêu như thế, còn em hỏi thầy, thầy cũng xin thua, không trả lời được. Nhưng mà nếu mà như họ đánh cho mình một cái khoảng trống, ví dụ để cho mình sử dụng. Đấy, em cái khoảng trống thì em có thể em đưa cho cái khoảng trống á, thì em nói là về phương pháp luận là sắp tới ông như vậy phải hỗ trợ ông tôi. Để về phương pháp luận để làm sao mà vẽ được cái bản đồ đấy. Vẽ bản đồ nhiệt, vẽ được bản đồ này khác. Thì cái ngày mai thầy có cái bài cuối cùng. Hội bảo như môi trường Việt Nam có giao, ông sĩ bảo thôi rồi. Là sĩ nào cũng nghe hết thì xong rồi hồi mai ông cho một cái bài cuối cùng của chiều mai là thầy trình bày là các khoảng trống và các đề xuất sắp tới như thế nào. Thì những cái thứ như mà thầy Phú cái vấn đề là nâng cao nhận thức của Nga cũng sẽ có đề xuất ngày mai, vấn đề liên quan đến bản đồ nguồn ô nhiễm cũng đề xuất ngày mai, vấn đề liên quan đến bản đồ gọi là chất lượng môi trường thành phố môi trường cũng đề xuất ngày mai, vấn đề liên quan đến cái vấn đề điều tra về phân bố cho về bàn các loài cũng đề xuất, và thì những phương pháp kèm theo nữa, những phương pháp như một loạt phương pháp như vậy, chúng ta ví dụ trong này sẽ có rất nhiều phương pháp từ tương quan hồi quy, đúng không? Tức là chúng ta cũng giống như bằng đấy, bây giờ phải biết rằng là nồng độ thế này thì từ ngày chết rồi thì chết, xong trồng cái bản đồ như vậy là đấy lên cái nồng độ chất độc nhiễm lên cái bản đồ dân cư, xong biết là từ ngày chết thế chứ làm sao biết được bao nhiêu người chết, đúng không? Bằng ngôn ngữ ông ký thôi, cách kiểu như thế. Tức là mình lại phải đề xuất là phải có độc học sinh thái, phải có đánh giá rủi ro, mình phải có như vậy trồng ghép bản đồ, mình không phải mô hình hóa, đấy, vân vân, những cái thứ đấy cộng lại thì bắt đầu mới ra được một cái những cái gọi là kết quả người ta được. Thế thì mình mai mình cứ gọi là cái gì chưa rõ thì mình cứ đề xuất để ngày chiều mai thì nếu mà mình phát biểu trong cái phần phiên cuối cùng ấy, ngày mai thì mình sẽ có cái bài cuối cùng trình bày là những cái điểm trống, những cái khoảng trống và những cái mà cần phải nghiên cứu tiếp trong thời gian tới. Thì đấy là cái đấy. Rồi cảm ơn Thành nhé. Dạ, em cảm ơn thầy. Em chào các thầy, chúc các thầy sức khỏe. Rồi cảm ơn em, chào cảm ơn. Dạ. Rồi xin mời các chuyên gia khác ạ. Xem có ai có ý kiến gì không? Hôm nay thấy cô Vân Hà, không biết cô Vân Hà còn ngồi trong có đang nghe không? Vân Hà có còn đang nghe không? Cô Vân Hà cũng đang cố gắng mà đang bị F0 cũng cố gắng ngồi nghe thì dạ thầy em có thầy, nhưng mà em sẽ gửi cái đóng góp bằng văn bản cho nó dễ thầy. Thì em nói câu gì em cũng nói vài câu cho vui đi, chứ ở bên này đây không ai nói, đang đừng có người nói. Thầy ơi, thầy cũng em thấy cái bài của thầy chuẩn bị, cái bài của thầy em nghĩ nếu mà được sẽ rất là hay đó, nhưng mà cũng sẽ khó đối với họ. Thì cứ thầy cứ cái đề xuất những cái ghép trong vấn đề là dữ liệu về ô nhiễm và đa dạng sinh học, nhưng mà đối với lại cái phương pháp bản đồ nhiệt này đó, em thấy là hồi nãy cô Thành nói đúng đó. Thứ nhất đó là có một số loài nó di chuyển, nó di cư hoặc là nó thay đổi, mà họ nói họ xác định như vậy thì em nghĩ em cũng rất là nghi ngờ, không chắc chắn cái số liệu kết quả của họ. Thứ hai nữa là mỗi một loài nó có những cái đặc tính về nhiệt khác nhau, cho nên cái bản đồ nhiệt bản chất em chắc chắn, bởi vì mặc dù họ nói ra thì họ vẫn phải dùng phương pháp viễn thám, và phương pháp viễn thám đó thì nó có cái nó làm được, nhưng mà nó vẫn phải một hạn chế, không phải tất cả các loài hay các đối tượng nó đều cho mình được cái phần giải nhiệt, phần nhiệt khác nhau để mình giải đoán ảnh đâu, nên là chỉ có một số loài. Đúng rồi, tại vì thực ra mình khi mình đọc á, đọc trong cái nó viết bản đồ nhiệt xây dựng kiểu gì, nó bảo phân bản đồ nhiệt xây dựng pháp trồng ghép bản đồ này, giữa bản đồ ô nhiễm và bản đồ phân bố các loài bị đe dọa đấy, họ nói rõ gì đấy, nhưng mình không hiểu là lấy đâu ra hai cái bản đồ để trồng, cũng quan trọng. Đến đâu hai cái bản đồ trồng thì không biết, còn trồng thì biết rồi, nhưng mà làm sao có bản đồ, làm sao bản đồ ô nhiễm toàn quốc, và thứ hai làm gì có cái bản đồ phân bố các loài đe dọa toàn quốc để trồng hai cái đấy nhau để ra cái bản đồ nhiệt đấy, thì đấy là cái vấn đề đó. Dạ đúng rồi. Vâng. Em thì em thấy là họ
Họ có vấn đề họ nội suy bằng cách nào họ nội suy, tại vì nếu mà họ nội suy thì họ lại phải có rất nhiều số liệu thầy, Đúng nên rồi, do đó thầy là cũng nghĩ nếu được. nếu nếu mà thầy họ họ dùng cái phương pháp mà chồng hai bản đồ thì từ bản đồ này nội suy bản đồ kia thì họ phải có rất một chuỗi số liệu đủ độ tin cậy, Không, chứ thực nếu tế vân vân để chúng tôi thấy rằng ví dụ như thầy Nhuệ nói là ô nhiễm cái sông đáy chẳng hạn, thế thì nó sẽ chuyển đi đâu thì